Ok, hai mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Review Tool. Thì hôm nay cũng như mọi lần mình cũng xin chia sẻ một ứng dụng nó cũng rất hữu ích ở trên hệ điều hành Android đến với các bạn. Đây là một cái ứng dụng mà dọn rác, xóa bộ nhớ đệm, tăng tốc RAM, khiến cho làm cho máy của bạn, chiếc điện thoại Android của bạn nó chạy mượt mà hơn sau một thời gian các bạn sử dụng đó. Thì nó sẽ tăng rất là nhiều bộ nhớ đệm nè. Và nó sẽ làm chiếm cái bộ nhớ RAM, và chúng ta phải dùng những cái ứng dụng mà xóa bộ nhớ đệm hoặc là tăng tốc RAM, rồi thậm chí hạ nhiệt CPU để mà dùng giúp cho cái chiếc điện thoại của bạn mượt mà hơn. Thì đây là cái ứng dụng mà ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn. Ok, thì trước khi mình vào mình chia sẻ ứng dụng thì mình cũng lâu lời muốn gửi tới các bạn là hiện tại các bạn có coi những clip trước mình review mà cảm thấy có gì khó khăn muốn support và hỗ trợ, các bạn cứ liên hệ qua Zalo mình là 0901 367 150. Mình sẽ support và hỗ trợ các bạn nhiệt tình và hoàn toàn miễn phí nha. Ok, cái bước đầu tiên nè là các bạn vào Start Play. Các bạn gõ cho mình từ Clear Master nè. Clear thôi cũng được. Chữ Clean nè. Thì ở đây nó sẽ hiện ra cái ứng dụng OnePoster đầu tiên. Thì các bạn, đây là một ứng dụng cũng rất là uy tín, hơn 100 triệu được tải xuống nha. Đó, các bạn chỉ việc cài đặt. Rất là nhiều ứng dụng dọn dẹp điện thoại trên đây. Nhưng mà mình hồi đó cho mình xưa mình quen cái thằng dùng cái OnePoster này nè. Do điện thoại các bạn sử dụng lâu ngày thì nó sẽ tăng bộ nhớ đệm mà chậm máy. Rồi nó chiếm bộ nhớ RAM rất là nhiều, chúng ta phải dùng những cái ứng dụng mà clear xóa bộ nhớ đệm nó tăng tốc RAM để cho cái máy của bạn mượt mà hơn. Để đây chúng ta sử dụng ứng dụng OnePoster nha các bạn. Đó, làm cho điện thoại của bạn nhanh hơn bao giờ hết nè. Cứ bấm vào, tôi đã đọc và hiểu rõ chính sách bảo mật và điều khoản dịch vụ. Rồi, các bạn bắt đầu giùm mình. Rồi sẽ hỏi là truy cập vào ảnh phương tiện trên thiết bị của bạn, các bạn cho phép hết giúp mình nha. Thì do đây là cái ứng dụng nó khi mình sử dụng bạn miễn phí cho nên nó sẽ có hiện quảng cáo nha các bạn. Thì nếu mà các bạn muốn không có quảng cáo rồi thì các bạn nâng cấp lên bản Pro. Đây, mình vào thì ứng dụng nó tự động quét điện thoại của mình. Cái khuyết điểm của các bạn miễn phí là nó sẽ hiện quảng cáo rất là nhiều nha. Thì sau khi mà ứng dụng được cài đặt vào thì nó phát hiện ở trên chiếc điện thoại của mình nè có 19,3 MB tập tin rác. Thì mình sẽ bấm vào chữ dọn dẹp. Bộ nhớ đệm ứng dụng 19,29 MB nè. Rồi các bạn bấm vào dọn dẹp nha. Cái khuyết điểm nó sẽ hiện quảng cáo nha các bạn. Rồi. Thì ở đây nó sẽ hỏi bạn sử dụng widget nè hoặc là đường tắt, thì chúng ta cứ thêm vào ngay để mà trực quan vào, chúng ta dễ sử dụng trên cái màn hình chính nha. Mình sẽ dùng cái 4x2 đi, tùy các bạn thôi, 4x1 hay 4x2 thì các bạn, mình sẽ sử dụng này là 4x2. Không hỗ trợ nhấn và giữ chạm màn hình. Ở đây nó hướng dẫn mình sẽ thêm widget vào cách thủ công. Thì chút nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn sao. Thì đây nó có những cái phần là nó sẽ hiện lên là bộ nhớ mình nè đang sử dụng là 12,8 GB và tổng của bộ nhớ của chiếc điện thoại Java của mình là 32 GB nè. Thì đây nó có cái phần như tăng tốc điện thoại nè, tiết kiệm pin, bảo vệ và làm mát CPU. À, cái phần dọn dẹp thì mình đã làm xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào tăng tốc điện thoại các bạn xem. Đó. Cái chức năng tăng tốc điện thoại này là gì, nó sẽ xóa những ứng dụng chạy ngầm nha mà nó chưa được thoát ra đó, nó sẽ quét và nó ngưng những ứng dụng chạy ngầm đó, làm cho cái điện thoại bạn nó mượt hơn đó, đã tối ưu và đã giải phóng RAM nè. Rồi nó sẽ có những cảnh báo bao nhiêu ứng dụng chạy ngầm đó, tiêu hao như CPU cho các bạn nếu mà sau khi các bạn chạy tăng tốc xong. Và phần tiếp theo là chúng ta có phần tiết kiệm pin nè. Ở đây ứng dụng nó sẽ phân tích sử dụng pin và nó tối ưu hóa nha.
những phần ứng dụng nào sử dụng bao nhiêu bin hay không nó sẽ hiện lên. Rồi nó đã tối ưu tiết kiệm pin nè. Thì thông thường sau khi các bạn dùng các trình duyệt như tiếp sử dụng những cái chức năng như là tiết kiệm pin, mát RAM thì nó sẽ có những cái thông báo ở đây là nhiệt độ CPU đạt 31,4 độ C nè, hãy thử sử dụng bộ mát nè, hoặc là ẩn thông báo và xóa chúng cứu chạm nè. Ở đây mình sẽ thử phần tiếp theo là tiết kiệm pin, bây giờ mình sẽ qua phần bảo vệ nè. Nó rất hay, nó có cái ứng dụng quét virus luôn nha các bạn, đi đôi với là cái quét virus trên chiếc điện thoại của các bạn. Nói chung mình thấy cái ứng dụng này nó cũng rất là hữu ích ở trên chiếc điện thoại của Android các bạn. Đây nó báo điện thoại mình là đã an toàn, cả đang an toàn. Cái khuyết điểm của nó là chỉ là do là nó quảng cáo rất là nhiều. Do là các bạn muốn tắt quảng cáo thì nhớ là lên update lên phiên bản Pro. Rồi, và làm mát CPU nữa. Đó. Chiếc điện thoại bạn đang nóng người ta, mình muốn nó mát thì mình chạy chế độ này, chức năng này mình nghĩ nó cũng được một chút xíu rồi đó, chứ thực sự điện thoại nó nóng thì bạn nên sử dụng cái phần này mà tối ưu mà và nên cho điện thoại nghỉ ngơi một chút xíu, mình chạy liên tục quá thì nó rồi tiếp theo là có bộ công cụ nè. Thì ở đây nó sẽ có cái thông tin pin nè đó, 100% có sẵn và ba được sử dụng 39 4 giờ 59 phút nếu mà để chế độ chờ nè các bạn. Nhiệt độ 28 độ C nè, vôn là 4.344, tổng dung lượng 5.000 mAh, sức khỏe tốt, loại pin Lan Boy nè, rất là hay nha, có lịch sử sạc hết nha các bạn. Thì những cái lịch sử sạc này là sau khi bạn cài ứng dụng thì nó sẽ lưu lại cái lịch sử những lần sạc vào trong đây. Rồi tiết kiệm năng lượng nè, tiết kiệm năng lượng thông minh nè, hiệu suất cao, chế độ ngủ nè. Đó thì các bạn có thể sử dụng những chức năng này phù hợp với cách sử dụng điện thoại của bạn. Có cả trình dọn dẹp YouTube nha các bạn nha, rất là hay. Như sau khi một cái thời gian các bạn dọn xem YouTube rất lâu thì sẽ tăng cái bộ nhớ đệm lên đó, thì cái trình dọn dẹp này nó sẽ quét hết và rất là nhiều chức năng, tự động quét virus này. Thì những cái phần này á, nó có cái hình vương miện này là các bạn phải nâng cấp lên bản cao cấp, bản Pro á. Một tháng nó là 35.000 nè. Đó. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là bản miễn phí thôi. Và giờ vào đây thì các bạn có thể chọn đơn vị là nhiệt độ khi mà nó hiển thị của chiếc điện thoại của bạn nó báo đó, thì độ C hoặc độ F. Thì ở đây chúng ta quen sử dụng độ C thì các bạn cứ để độ C nha. Danh sách tăng cường RAM, danh sách trắng, okay, những cái này không cần thiết đâu. Mình nghĩ là những chức năng như dọn dẹp, tăng tốc điện thoại, tiết kiệm pin, bảo vệ là mát CPU là đã cần thiết rồi, đã đủ rồi. Ok, thì ở cái phần tiếp theo nè, khi mà các bạn cài đặt vào đó, thì nó có sẽ cái trên cái thanh ba của mình đó, nó sẽ mình kéo xuống là các bạn kéo xuống thì nó chạy độ nhanh nè, thì các bạn có thể sử dụng để bấm tăng tốc. Thì nó sẽ chạy vào trong cái ứng dụng luôn nha. Không cần phải mình phải vào trong cái ứng dụng rồi mình tìm rồi mình bấm ra rồi để mình chạy. Các bạn cứ kéo cái thanh ba này xuống nè. Cái khuyết điểm của nó là rất là nhiều quảng cáo. Ok, và tiếp theo là các bạn nếu mà các bạn muốn thêm widget á, thì cũng như các bạn hướng dẫn thủ công thì các bạn bấm im vào màn hình chính nè. Rồi các bạn chọn phần widget, thì ở đây nó sẽ có phần widget cho
Đây thì ở đây nó có phần one button nè, sẽ rất là nhiều widget, nhưng mà ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng là những tạo widget của one button đó. Các bạn nhấp vào đó, nó sẽ có rất là bốn cái widget mà các bạn chọn lựa. Thì ở đây mình sẽ chọn có cái đồng hồ đi ha, đó. Rồi cho phép nè. Đó. Thì đây là cái widget mà của One Poster nè. Rồi mình chọn widget khác. Đó, có tới 4 widget đó. Thì ở đây nó sẽ hiện ra cái bạn chọn cái widget 12. Cái này là widget này, nó để mình dọn dẹp RAM nè, rất là nhanh gọn, chỉ bấm vô đây là nó vô thẳng ứng dụng luôn. Không, do nãy mình đã xóa rồi cho nên bây giờ nó không có ứng dụng cái dư một dữ liệu RAM, dữ liệu RAM nào để nó xóa nữa. Ok, thì cái phần hướng dẫn sử dụng ứng dụng xóa bộ nhớ đệm tăng tốc RAM là Max CPU của chiếc điện thoại Android của bạn của mình tới đây là kết thúc. Thì rất mong được các bạn quan tâm và ủng hộ kênh. Nếu cảm thấy hay nhớ like, subscribe và đăng ký kênh để theo dõi những clip sau của mình. Đặc biệt các bạn có gì khó khăn đó, thì với những clip mà mình đã review trước thì cứ liên hệ qua Zalo của mình là 0901 367 150, mình sẽ hỗ trợ support các bạn nhiệt tình. Ok, một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi clip.